mưa này. Bạn thấy nguy hiểm không? Giang vọng núi rừng. Trời ơi, nó đùa phát coi như là cây tự nhiên à. Các bạn thấy không? Xuống xuống trống lỏng luôn rồi. Dưới đây mình có câu mấy được đâu. Và chắc cái thớ này cũng dễ được đó. Cái đó nó đủ dày quá nè. Còn kia dày vô. Đây, mấy cưa. Đây nè.
nước bấm đất ăn. Đây, xin giới thiệu máy của anh Minh Máy Bãi. Giờ nên nó còn đùng đùng mà. Đây lem nè, lem 70 nè. Này vô gốc cây các bạn thấy nhỏ bí không? Gốc rồi. Nó lem 7. Thôi giờ dọn đồ xuống, xuống đó dọn tàn tích. Thôi chào các bạn nha, bây giờ mình xuống đó cho mình quay các bạn coi. Máy nặng lắm, máy cưa được cỏ cây này có còn có những cái đường cưa nhỏ nó đâu. Máy này động cơ 85cc nha các bạn, chỉ có máy này mới hè mấy cây này thở thôi, chứ còn mấy cái máy kia thì coi như là nhìn nó thì có nước rồi nhi răng cừ chứ không làm được gì. Máy này nặng lắm, to. Thôi chào các bạn nha, mình xuống đó mình dọn. Là sơn làm nhớt của người là cho 10-12 kg. Một cái máy đây gặp ở nhà khi còn cẩu cẩu phát lên góc lên làm bàn y hết nè. Cây rừng núi mình làm cây này không phải phát cây tư chơi cây núi gần đâu, cây này chết khô không còn sống nữa mình mới làm thôi. Nói vậy mà cái đây xuống một phát nó tung xuống một phát coi như là tê ly không xí mũi. Đó, xuống.